Alo, Nam Mô A Di Đà Phật. Welcome các bạn đến với nước Nga và World Cup 2018. Như các bạn đã biết rồi đó, tôi là người không thích nói chuyện dòng do. Con người tôi nó thẳng dữ lắm, có chi là nói đó. Nhìn cái mặt tôi là các bạn biết tôi là người rất kiệm lời, chủ yếu là tập trung vào vấn đề, nói ít mong mọi người hiểu nhiều. Vì thế nên nó đã hình thành nên tính cách của tôi là một người không thích nói chuyện dòng do. Chỉ cần muốn nói đến vấn đề nào đó đã chọn thì tôi sẽ nói thẳng và không bao giờ có trường hợp đứng đây nhai đi nhai lại mấy câu ở trên đâu. Tôi nói thật, tôi là con người thật thà dữ lắm. Thôi, nói tóm lại là chỉ cần các bạn hiểu tôi là một người không thích nói chuyện dòng do là được. Bây giờ ta sẽ vào vấn đề chính. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn trong mùa World Cup này, nếu như lỡ xe cộ, TV, điện thoại mà có bị hỏng thì cũng đừng vội mang đi sửa làm cái gì. Nếu không muốn bị mấy bà hàng xóm gán cho cái mác thua độ, chúng ta đều biết hàng xóm luôn là một thế lực đáng sợ, thuộc chủ nghĩa biết tuốt mà, đúng không? Không hành động nào cũng có thể qua mắt được họ, kể cả bạn bất động. Nhất là bây giờ họ lại có thêm sự giúp sức của công nghệ VAR. Từng cử chỉ của các bạn nhất định sẽ được phân tích rất kỹ, cho nên lỡ xe có hỏng thì chịu khó đi bộ vài ngày. Còn nếu như lỡ chọi ông trọng tài mà bể cái TV rồi á thì cũng khỏi phải lo không xem được bóng đá. Bởi trên Wellbet hiện đã có một kênh dành riêng cho phát sóng bóng đá, đó là trang trực tiếp Wellbet.com, là kênh trực tiếp bóng đá miễn phí, coi rất là ổn định, xem mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị, chất lượng HD không thua kém gì TV đâu ha. Đầy đủ những giải đấu lớn như World Cup 2018, ngoại hạng Anh, Serie A. Nói thiệt chứ mấy hôm nay tôi cũng toàn coi ở trên trực tiếp Wellbet.com không à. Chứ cái hôm mà trận Pháp với Đan Mạch á, tôi cũng đập luôn cái TV nhà tôi mất tiêu rồi. Nói thiệt chứ nhờ có trực tiếp Wellbet.com mà tôi vẫn còn được chứng kiến những điều ý nghĩa từ World Cup. Ví như tình bạn của Ronaldo và Messi chẳng hạn, thật là cao thượng, đúng là có phúc cùng hưởng, có quà cùng chia. Có Balenti cùng xịt, về nước cùng về. Rồi tới mấy ông Tây Ban Nha, tôi nghĩ họ nên đổi thành Tây Ban Nha đi thì đúng hơn.